Nghe kinh nghe pháp đừng khởi tâm phân biệt. Bộ kinh này tôi đã giảng qua, chẳng cần nghe nữa. Bộ kinh kia tôi chưa nghe qua, tôi phải nghe. Tư tưởng như thế là sai. Phải biết người giảng kinh, mỗi người có trí huệ khác nhau, có kiến giải khác nhau, nghe nhiều lần sẽ có ích lợi, đừng sinh tâm nhàm chán. Nếu như nghe kinh nghe pháp chẳng có lúc nào nhàm chán, thì người đó tin phụng tất cả tôn pháp sẽ đắc được cảnh giới không thể nghĩ bàn. Trước khi chưa đắc được, đừng có tâm mong cầu, chẳng có tâm tham cầu, thì trí huệ vốn có sẽ hiện tiền. Nếu thường tin phụng thanh tịnh tăng, thì được tâm tin chẳng thối chuyển. Nếu được tâm tin chẳng thối chuyển, người đó sức tin không thể động. Thanh tịnh tăng thì chẳng có vọng tưởng dục niệm ba độc, mà có giới định huệ ba học, chẳng bị cảnh giới chuyển mà chuyển được cảnh giới. Xong, chuyển cảnh giới không thành tịnh thành thanh tịnh, chuyển cảnh giới nhiễm ô thành thanh tịnh, lại có thể chuyển đời ác năm trược thành đời lành năm thứ thành tịnh. Thành tịnh tăng mười phương thế giới, bao quát Bồ Tát, A-la-hán, duyên giác, tóm lại phàm là chẳng có tư tưởng nhiễm ô, tức là thanh tịnh tăng. Nếu như thường thường tin phụng gần gũi thanh tịnh tăng, đem tánh mạng của mình cúng dường tam bảo, đem thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh để cúng dường tam bảo, có tâm tin như thế rồi, thì chẳng thối lùi về sau, đã được cảnh giới ba bất thối. Một, niệm không thối, chẳng sinh tâm niệm thối chuyển. Hai, hạnh không thối, chỉ tu hành tiến về phía trước, chứ chẳng thối lùi về sau. Ba, vị không thối, vào vị Bồ Tát, chẳng lùi về vị nhị thừa. Nếu như khi đắc được tâm tin không thối chuyển, thì người phát tâm Bồ Đề đó có sức tin chẳng cách chi làm lay động. Người tu đạo bất cứ gặp cảnh giới gì mà tâm chẳng động, đó là chứng minh sức tin vững chắc. Nếu được sức tin không lay động, thì được các căn tịnh sáng suốt. Nếu được các căn tịnh sáng suốt, thì sẽ xa lìa ác tri thức. Sức tin là một trong năm lực. Có sức tin thì không thấy lạ, nghĩ đổi khác. Có sức tinh tấn thì chẳng phế bỏ giữa đường. Có sức niệm thì niệm niệm chẳng quên tâm Bồ Đề. Có sức định thì như như chẳng động, liễu liễu thường minh, chẳng bị cảnh giới làm dao động. Có sức huệ thì sẽ nhận thức được cảnh giới. Năm lực tức là năm sức lực trợ giúp cho năm căn sinh trưởng. Nếu như đắc được sức tin không lay động, thì sẽ đắc được đủ thứ căn lành thanh tịnh sáng suốt, mắt tai mũi lưỡi thân ý chẳng có mau bệnh. Nếu đắc được các căn thanh tịnh sáng suốt, thì lúc đó mắt thấy sắc chẳng bị sắc trần làm mê, tai nghe tiếng chẳng bị tiếng đời làm mê, mũi ngửi hương thơm chẳng bị hương trần làm mê, lưỡi nếm vị chẳng bị vị trần làm mê, thần xúc giác chẳng bị xúc trần làm mê, ý biết pháp chẳng bị pháp trần làm mê. Như vậy sẽ đắc được đại trí huệ, sẽ ra lìa bằng môn tả đạo, thiên ma ngoại đạo và tất cả ác tri thức. Ác tri thức là gì? Tức là tả tri tả kiến, ích kỷ tư lợi, tất cả đều nghĩ về lợi ích của mình. Thiện tri thức là gì? Tức là chánh trì chánh kiến, đại công vô tư hay xả thân cứu chúng sinh, chẳng tính toán vì lợi ích cho cá nhân mình, khắp giáo hóa chúng sinh, lấy khổ của chúng sinh làm khổ của mình, đại biểu chúng sinh để thọ khổ. Do đó, nếu còn một chúng sinh chưa thành Phật, quyết không thủ chứng quả vị Nê Hoàn, nguyện tất cả chúng sinh lìa khổ được vui, sớm chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là tác phong của thiện tri thức. Nếu hay xa lìa ác tri thức, thì được gần gũi thiện tri thức. Nếu được gần gũi thiện tri thức, thì hay tu việc lành rộng lớn. Người đắc được các căn tịnh sáng suốt, thì có mắt chọn pháp, hay phân biệt đây là thiện tri thức, kia là ác tri thức. Như vậy sẽ xa lìa ác tri thức mà hay gần gũi thiện tri thức, gần gũi thanh tịnh phước điển tăng. Nếu hay gần gũi thiện tri thức thì hay tu tập việc lành rộng lớn vô biên mà thành tựu nghiệp lành rộng lớn. Nếu hay tu việc lành rộng lớn, người đó thành tựu đại nhân lực. Nếu người thành tựu đại nhân lực, tất được quyết định giải thù thắng. Hay gần gũi thiện tri thức thì phải nghe thiện tri thức chỉ dạy mới tu tập việc lành rộng lớn. Người tu việc lành rộng lớn thì hay thành tựu đại nhân lực, thành Phật. Người đó hay thành tựu đại nhân lực thì sẽ đắc được quyết định giải đại trí huệ, thủ thắng nhất, đặc biệt nhất. Tức cũng chỉ là một giải pháp chứ chẳng có hai giải pháp, là hiểu quyết định, không thể hoài nghi. Nếu được quyết định giải thủ thắng thì được các đức Phật hộ niệm. Nếu được các đức Phật hộ niệm thì hay phát khởi tâm Bồ Đề. Nếu như đắc được trí huệ quyết định giải thủ thắng
thì có tâm tin mà chẳng có tâm hoài nghi, thì sẽ cảm động mười phương chư Phật đến hộ niệm. Quang minh của Phật và quang minh của bạn thông đạt với nhau, sẽ phá trừ ngu si đen tối, đắc được đại quang minh tạng. Nếu như được chư Phật hộ niệm, thì sẽ chuyển tám thức thành bốn trí, vật đến thì chiếu, vật đi thì lặng. Được như vậy thì do mười phương chư Phật gia trì, sẽ phát khởi tâm bồ đề rộng lớn, tu đạo vô thượng, thành quả vô thượng. Hay nếu hay phát khởi tâm bồ đề thì sẽ sinh tu công đức Phật, nếu hay sinh tu công đức Phật thì được sinh vào nhà Như Lai. Nếu hay phát khởi tâm bồ đề rộng lớn thì sẽ sinh tu công đức mà mười phương chư Phật đã tu ở tại nhân địa. Nếu hay sinh tu công đức Phật thì được sinh vào nhà Như Lai làm con của đấng Pháp Vương. Chúng ta phát tâm tu đạo đừng có vọng tưởng mong cầu. Mong cầu thì sẽ được gì? Đó là tâm tham. Có tâm tham thì sẽ chướng ngại sự tu đạo. Vọng tưởng như vậy thì gì cũng chẳng đắc được, ngược lại bỏ lỡ cơ hội tốt khai ngộ. Do đó có tâm là vọng tưởng, không tâm thì cảm ứng. Cổ đức nói không tâm là đạo. Cảnh giới này chẳng dễ gì làm được, song chúng ta nhất định phải làm được. Muốn tự nhiên làm được thì phá sập tất cả khốn khổ hoạn nạn. Bất cứ cảnh giới nghịch nào đều phải phá sập nó, phá sập tất cả nghịch cảnh thì nhất định sẽ thành tựu quả vị Phật. Nếu được sanh vào nhà Như Lai thì khéo tu hành xảo phương tiện. Nếu khéo tu hành xảo phương tiện thì được tâm tin ưa thanh tịnh. Nếu như được sinh vào nhà Như Lai làm đệ tử Phật, làm pháp thân đại sĩ thì khéo tu hành tất cả pháp môn phương tiện quyền xảo để giáo hóa tất cả chúng sinh. Nếu hay khéo tu pháp môn phương tiện quyền xảo để độ thoát tất cả chúng sinh thì sẽ đắc được sức tin khoái lạc, tâm thường thanh tịnh, chẳng có tất cả phiền não. Chúng ta người tu đạo, việc quan trọng nhất là đừng có phiền não. Nếu không đại phiền não thì dù tu đến 8 vạn đại kiếp cũng không thể thành tựu đạo nghiệp, cũng chẳng đắc được tâm tin ưa thanh tịnh, càng chẳng được 6 căn thanh tịnh, càng chẳng được 6 căn thanh tịnh. 6 căn chẳng thanh tịnh thì ngày ngày điên đảo, điên điên đảo đảo, ngày ngày khởi vọng tưởng. Nếu 6 căn thanh tịnh thì có diệu cảnh giới không thể tả. Nếu được tâm tin ưa thanh tịnh thì được tâm tăng thượng tối thắng. Nếu được tâm tăng thượng tối thắng thì thường tu tập ba la mật. Nếu như đắc được sức tin thì luôn luôn an lạc, tâm cũng thanh tịnh, một chút phiền não cũng chẳng có thì sẽ đắc được tâm bồ đề tăng thượng tối thủ thắng. Chúng ta người tu đạo phải thường sinh tâm an lạc, tâm từ bi, tâm hỷ xả, dụng bốn tâm vô lượng để lợi ích người khác. Chẳng những hay bố thí ngoại tài, dù nội tài cũng bố thí được. Như vậy mới là người chân chánh siêng tu Phật Pháp. Đừng học hành vi nguy hiểm của ngoại đạo, nơi nào cũng muốn gia tăng thế lực của mình, chỉ biết lợi ích cho mình, chẳng biết lợi ích cho kẻ khác. Phàm là việc có lợi ích cho mình, chẳng màng như thế nào đều đi làm. Việc chẳng có lợi ích cho mình như thế nào cũng chẳng chịu làm. Biểu hiện như thế thì chẳng phải là người chân chánh giáo hóa chúng sinh. Nếu đắc được tâm bồ đề tăng thượng tối thắng thì luôn luôn tu tập 10 ba la mật, pháp môn đến bờ kia. Muốn tu pháp môn đó thì trước hết phải đừng có tâm ích kỷ, tâm ngã mạn, tâm đố kỵ, tâm chướng ngại. Có người nói ích kỷ là thiên tánh của con người, làm thế nào không ích kỷ? Vì ai ai cũng ích kỷ cho nên thế giới mới thảm hại như ngày nay. Làm thế nào khiến cho thế giới thanh tịnh thì phải giác ngộ tất cả là vô thường, khổ, không, vô ngã. Nghĩ như thế thì sẽ chẳng ích kỷ. Phải bỏ mê về với giác ngộ, đừng chạy theo sáu trần. Do đó, biển khổ vô biên hồi đầu là bờ. Đạo lý này ai ai cũng biết, song ai ai cũng chẳng làm. Khi nói thì gì cũng hiểu, khi làm thì gì cũng mê mờ. Chúng ta hy vọng mọi người buông xả phiền não vô minh. Bất cứ gặp chuyện gì cũng đừng hấp tấp, cũng đừng nóng giận, hãy nghe tự nhiên, đó mới có sở đắc đối với Phật Pháp. Nếu tánh nóng, muốn lớn hơn người thế tục, thì còn tu cái gì nữa? Tu đạo, tức là tu chẳng có nóng giận, các vị phải đặc biệt chú ý điểm này, đừng nóng giận, đừng sinh phiền não. Nếu thường tu tập ba la mật, thì sẽ đầy đủ Pháp Đại Thừa. Nếu sẽ đầy đủ Pháp Đại Thừa, thì sẽ như Pháp cúng dường Phật. Nếu như thường thường tu tập đủ thứ ba la mật hay là ích tất cả chúng sinh, như vậy sẽ đầy đủ Pháp Đại Thừa. Nếu đầy đủ viên mãn Pháp Đại Thừa, thì sẽ như Pháp hiểu quy cụ cúng dường, để cúng dường mười phương ba đời tất cả chư Phật. Nếu hay như Pháp cúng dường Phật, thì sẽ niệm Phật thân chẳng động,
Nếu hai niệm Phật thân chẳng động thì thường thấy được vô lượng Phật. Nếu như chiếu theo cách thức để cúng dường Phật thì sẽ niệm Phật mà tâm chẳng động. Nếu như pháp cúng dường Tam Bảo, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng chẳng động tâm thì luôn luôn thấy được mười phương vô lượng chư Phật, vô lượng chư Phật phóng quang để chiếu soi tâm của bạn. Nếu thường thấy được vô lượng Phật thì thấy thể Như Lai thường trụ. Nếu thấy thể Như Lai thường trụ thì sẽ biết pháp vĩnh không diệt. Nếu như tu hành có cảm ứng thì thường thấy vô lượng chư Phật phóng quang nhiếp chiếu bạn thì sẽ thấy được pháp thân bổn thể của Như Lai thường trụ nơi pháp giới không đến không đi. Nếu thấy được pháp thân thường trụ bất biến của Như Lai thì sẽ biết được Phật pháp vĩnh viễn chẳng tiêu diệt. Tuy nhiên Phật pháp phân làm ba thời kỳ. Một, thời đại chánh pháp, lúc Phật còn ở đời nói ra các pháp viên mãn chẳng thiếu, trụ ở đời được 500 năm. 2. Thời đại tượng pháp, thời kỳ này tinh thần Phật pháp chẳng tồn tại, nhưng văn tự còn tồn tại, trụ thế 1.000 năm. 3. Thời đại mạt pháp, chân lý của Phật pháp ẩn náu, chánh pháp suy nhược, thời kỳ này lâu dài đến 5.000 năm, song bổn thể của pháp vĩnh viễn chẳng diệt. Nếu hay biết pháp vĩnh không diệt, thì được biện tài không chướng ngại. Nếu được biện tài không chướng ngại thì sẽ khai diễn vô biên pháp. Vì nghiệp cảm của chúng sinh cho nên mới có chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Nếu biết được pháp là vĩnh viễn không diệt thì sẽ đắc được biện tài không chướng ngại. Nếu đắc được biện tài không chướng ngại thì hãy diễn nói vô lượng diệu pháp khai thị chúng sinh. Vì có diệu biện tài như vậy cho nên giảng kinh thuyết pháp chẳng có chướng ngại, đầu đầu thị đạo, phân tích sự lý, có đầu có đuôi, diệu không thể tả, bất cứ ai cũng chẳng biện luận qua bạn được. Nếu hay khai diễn vô biên pháp thì sẽ thương xót độ chúng sinh, nếu hay thương xót độ chúng sinh thì được tâm đại bi vững chắc. Nếu như hay khai diễn nói vô lượng vô biên diệu pháp thì sẽ phát tâm từ bi thương xót để độ thoát tất cả chúng sinh, nếu hay có tâm thương xót thì sẽ đắc được tâm đại bi vững chắc như kim cang vĩnh viễn chẳng phá hoại. Nếu được tâm đại bi vững chắc, tất hay ưa thích pháp thâm sâu. Nếu hay ưa thích pháp thâm sâu, tất hay xả lìa lỗi hữu vi. Nếu như đắc được tâm đại bi kiên cố, thì sẽ ưa thích pháp thâm sâu vi diệu. Nếu tâm ưa thích pháp thâm sâu vi diệu, vượt qua tâm tình ái, thì sẽ xả lìa tất cả pháp hữu vi. Pháp thế gian tức là pháp hữu vi. Pháp hữu vi tức là có chỗ làm, tức cũng là có tướng. Pháp xuất thế gian là pháp vô vi. Pháp vô vi là không tạo tác, tức cũng là vô tướng. Có tướng là hư vọng, vô tướng là chân thật. Chúng ta người tu đạo phải hiểu rõ đạo lý chân không tức là diệu hữu, diệu hữu tức là chân không, cho nên phải luôn luôn hồi quang phản chiếu, phải tu tự tánh viên minh. Nếu đến trình độ viên minh, tức là xả lìa pháp hữu vi sở tạo lỗi lầm tức là tham. Tham nhiều thì đọa địa ngục, hoặc làm ngạ quỷ, hoặc làm súc sinh, cho nên nói phải xả lìa lỗi hữu vi. Nếu hay xả lìa lỗi hữu vi, tất lìa kiêu mạn và phóng dật. Nếu lìa kiêu mạn và phóng dật, tất hay lợi ích tất cả chúng. Nếu như hay xả lìa lỗi lầm hữu vi, thì hay xả lìa tất cả kiêu ngạo, ngã mạn, phóng dật, vân vân. Kiêu ngạo tức là tự đại, cảm thấy mình đều hơn người. Ngã mạn tức là cống cao, chẳng có ai ra gì. Phóng dật tức là chẳng giữ quy củ. Nếu hay lìa khỏi hành vi kiêu mạn và phóng dật thì sẽ kiềm lợi ích tất cả chúng sinh, tức cũng là rộng độ chúng sinh. Nếu hay lợi ích tất cả chúng, tất nơi sinh tử chẳng nhàm chán. Nếu nơi sinh tử chẳng nhàm chán, tất hay dũng mãnh vô năng thắng. Bồ Tát vì hành Bồ Tát đạo, tuy chưa dứt sinh tử mà chẳng nhàm chán sinh tử. Vì kiêm lợi tất cả chúng sinh mà nguyện đời đời kiếp kiếp đến thế giới Ta Bà giáo hóa tất cả chúng sinh, đó là tư tưởng của Bồ Tát. Nếu chẳng nhàm chán sinh tử thì sẽ dũng mãnh tiến về trước, tuyệt đối chẳng lùi về sau. Có sức kiện tráng thì sẽ bách chiến bách thắng, chẳng ai địch nổi, chiến thắng tất cả thiên ma ngoại đạo và lị mị vọng lượng. Nếu hay dũng mãnh vô năng thắng, tất sẽ phát sinh đại thần thông. Nếu hay phát sinh đại thần thông, tất biết tất cả chúng sinh làm. Nếu như có sức dũng mãnh kiện tráng thì sẽ chiến thắng tất cả kẻ địch, tức cũng sẽ phát sinh sức đại thần thông, hàng phục thiên ma chế các ngoại đạo. Đại thần thông tức là cảm ứng đạo giao. Nếu phát sinh đại oai lực đại thần thông thì biết tất cả chúng sinh làm gì, sau đó mới giáo hóa họ cải ác hướng thiện,
hành vi chẳng giữ quy củ được sửa đổi thành người giữ quy củ. Nếu biết tất cả chúng sinh làm, tất sẽ thành tựu các quần sinh. Nếu hay thành tựu các quần sinh, tất được khéo nhiếp chúng sinh trí. Nếu như biết hành vi của tất cả chúng sinh, lại có thể quán cơ nói pháp giáo hóa tất cả chúng sinh, tùy thuận căn tánh của chúng sinh để nói đủ thứ pháp môn phương tiện, thì sẽ thành tựu nguyện lực của các quần sinh, trợ giúp họ được lợi ích. Nếu hay thành tựu nguyện lực của các chúng sinh, thì sẽ đắc được trí huệ khéo nhiếp trì chúng sinh. Khéo nhiếp trì là gì? Tức là dùng đủ thứ pháp môn để giáo hóa chúng sinh tâm tín ngưỡng và tâm hoan hỷ, khiến cho họ sinh ra trí lực. Nhiếp trì giống như đá nam châm hay thu nhiếp tất cả sát tại một chỗ. Bồ Tát giáo hóa chúng sinh tức là đá nam châm, chúng sinh bị giáo hóa tức là sắt. Nếu được khéo nhiếp chúng sinh trí, tất sẽ thành tựu bốn pháp nhiếp. Nếu hay thành tựu bốn pháp nhiếp, sẽ ban chúng sinh lợi vô hạn. Nếu như đắc được trí huệ khéo nhiếp thọ tất cả chúng sinh, thì sẽ thành tựu bốn pháp nhiếp. Nếu hay thành tựu bốn pháp nhiếp, do đó muốn khiến vào trí Phật, trước dùng câu dục móc, sau đó mới ban cho chúng sinh tất cả chúng sinh lợi ích không có hạn lượng. Bốn pháp nhiếp là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Nhiếp là một sức lực đó chẳng có hình tướng, chẳng nhìn thấy, cũng nghe chẳng được. Một bố thí, vì chúng sinh đều có tâm tham, tham chẳng biết chán, cho nên phải tặng lễ vật thì sẽ có cảm tình. Có cảm tình rồi thì mới có thể nói pháp cho chúng sinh nghe, nếu chẳng cho chúng sinh lợi ích thì chẳng có cơ hội nói pháp. Bố thí có ba, tài thí, pháp thí, vô ý thí. Một, tài thí, dùng tài vật để bố thí cho chúng sinh. Tài có nội tài và ngoại tài. Nội tài là da, máu, gân cốt, đầu, mắt, tủy, não, tay chân, ngũ tạng và lục phủ, vân vân. Những thứ này đều có thể bố thí cho chúng sinh cần. Đó là bố thí vĩ đại, chân chánh, hành Bồ Tát đạo. Ngoại tài tức là vàng, bạc, châu báu, đất nước, vợ con. Đây là vật ngoài thân, càng phải bố thí cho chúng sinh cần. Chỉ cần có người cần thì đều cam tâm tình nguyện bố thí, tuyệt đối chẳng tham sèn. Vì lợi ích chúng sinh mà tất cả đều phải xả được, thậm chí vì pháp quên mình chẳng luyến tiếc, đó là tác phong hy sinh tiểu ngã để hoàn thành đại ngã. Hai, pháp thí, tức là giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sinh, là thủ thắng hơn hết trong các sự bố thí, cho nên pháp thí là bậc nhất. Dịch kinh điển, ấn tống kinh điển cũng là pháp thí. Người thế, Phật giáo, lao tâm lao sức đều là pháp thí. Bố thí có hình tướng là tài thí, bố thí chẳng có hình tướng là pháp thí. Ba, vô ý thí, như có người gặp lúc sợ sệt, sinh tâm sợ hãi, thì hãy dùng lời lẽ khéo léo để an ủi, thậm chí trong dầu sôi lửa bỏng, dùng thân mình để cứu họ ra khỏi hầm lửa hoặc nước sâu, hành vi như thế là vô ý thí. Hai, ái ngữ, tức là dùng lời dịu dàng nhu hòa để nhiếp dẫn chúng sinh, để dạy bảo chúng sinh, khiến cho họ nghe hoan hỷ. Như thế mới nhiếp thọ dễ dàng, xong đừng dùng lời ngon ngọt để lường gạt người ta. Nếu chỉ nói nửa câu không tốt, khiến cho người ta nghe rồi tâm lạnh lùng. Do đó có câu, lời ác nửa câu, lạnh 6 tháng. Nói lời tốt khiến cho người nghe cảm giác thoải mái, sinh cảm tình với bạn. Tuy những lời nói và việc làm của bạn đều là chánh quyết, chánh đáng, mà chẳng khởi hoài nghi, lúc đó nói Phật pháp với họ thì nhất định họ sẽ y pháp tu hành. Ba, lợi hành, tức là làm những việc có lợi đối với chúng sinh, như vậy mới có thể phát sinh tác dụng, khiến cho chúng sinh tin hành vi của bạn là chánh đại quang minh, mà chẳng ích kỷ thì họ nhất định sẽ học theo bạn. Bốn, đồng sự, tức là cùng chung làm việc với nhau. Tóm lại, muốn độ loại chúng sinh nào thì thể hiện ra thân loại chúng sinh đó, làm cùng việc với họ, như thế sẽ gần gũi dễ dàng, có cơ hội nói pháp giáo hóa. Ví như muốn bọn cướp cải tà quy chánh thì hiện thân bọn cướp, ở với bọn cướp dùng đủ thứ pháp môn phương tiện, dần dần cảm hóa họ cải ác hướng thiện. Ở trên là ý đại khái về bốn pháp nhiếp. Nếu ban chúng sinh lợi vô hạn, tất đủ trí phương tiện tối thắng. Nếu đủ trí phương tiện tối thắng, sẽ trụ dũng mãnh đạo vô thượng. Nếu như hay ban cho chúng sinh lợi ích vô hạn lượng, thì lúc đó sẽ đầy đủ trí huệ phương tiện pháp môn thủ thắng nhất. Nếu đầy đủ trí huệ phương tiện pháp môn thủ thắng nhất đó, thì sẽ thường trụ ở đạo vô thượng dũng mãnh. Nếu trụ dũng mãnh đạo vô thượng, thì hay phá tan các ma lực. Nếu hay phá tan các ma lực, thì sẽ vượt khỏi cảnh bốn ma.
Nếu như trụ ở cảnh giới dũng mãnh tinh tấn vô thượng Phật đạo thì hay phá tan tất cả ma lực. Nếu hay phá tan tất cả ma lực thì sẽ vượt khỏi cảnh giới bốn thứ ma. Tất cả ma lực là thiên ma, thần ma, quỷ ma, người ma, vân vân. Một thiên ma tức là ma trên trời. Nếu hành giả chưa phá cửa ải tiền tài thì thiên ma sẽ dùng đủ thứ tài vật để dẫn dụ, khiến cho sinh tâm tham, nhiễu loạn tâm thanh tịnh của hành giả. Đây là hạt giống trong ruộng thứ tám thức chưa hàng phục được, còn gốc rễ vô minh, cho nên chưa cầm chắc được, theo cảnh mà chuyển, mà làm con ma cháu ma, dân ma, nữ ma, làm quyến thuộc của thiên ma. Nếu cửa ải sắc chưa phá thì thiên ma sẽ tìm cơ hội để chướng ngại tu đạo, hiện ra người nữ xinh đẹp hoặc người nam đẹp trai, biểu diễn các tư thái ở trước mặt bạn, khiến cho bạn mê mà phát cuồng, mất đi đạo nghiệp, bị thiên ma nhiếp đi làm quyến thuộc của chúng. Hai, thần ma tức là ma có thần thông. Chúng chẳng nhất định ở trên trời, hoặc ở trên đảo, hoặc ở trong núi, trong rừng. Chúng thấy người tu đạo thì đến gây phiền não, đấu pháp với người tu đạo, so sánh cao thấp. Người đạo cao thì hàng phục được ma, ngược lại sẽ bị ma hàng phục để làm quyến thuộc của chúng. Ba, quỷ ma tức là ma quỷ hại người, chẳng những đến gây phiền não mà còn hại huệ mạng của người, khiến cho người tu đạo tâm chẳng an ổn, hoặc khiến cho mất đạo tâm. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói, có 50 thứ ấm ma hay nhiễu loạn tâm người tu đạo. Do đó, bất cứ gặp cảnh giới gì phải có định lực, đừng động tâm bị cảnh làm lay chuyển. 4. Người ma tức là đố kỵ chướng ngại người tu đạo. Lúc chuyên nhất tu đạo thì chúng cố ý đến gây phiền não, chướng ngại bạn tu đạo, khiến cho bạn nóng giận, sinh phiền não, động vô minh. Phạm là có hành vi như thế thì tức là người ma. Trong sớ văn Ngài Thanh Lương Quốc Sư có nói, xả phần đoạn nên chẳng có ấm ma, không xả mạng nên không có tử ma, hoặc chẳng hiện hành nên vượt phiền não ma, giác Phật mười phương nên vượt thiên ma. Vì ấm ma này trói chặt người chẳng được giải thoát, hiện xả phần đoạn sinh tử rồi cho nên chẳng còn ấm ma, chưa xả mạng cho nên chẳng có tử ma. Gặp cảnh giới chẳng mê hoặc, cảm thấy rất bình thường thì chẳng có phiền não ma. Nếu giác ngộ Phật mười phương thì vượt khỏi thiên ma. Chúng ta chúng sinh bị sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn trói buộc mà chẳng được giải thoát. Năm uẩn này biến thành năm thứ ma lực, cho nên phải vượt khỏi năm thứ cảnh giới này, lại phải vượt khỏi cảnh giới tử ma. Lúc người vừa chết, bốn đại phân tán trở về chỗ cũ, thân thể chẳng còn gì nữa là không. Còn có phiền não ma tức là tham sân si mạn nghi, năm thứ phiền não cơ bản. Tham tức là đối với cảnh thuận sinh tâm vui thích, sân tức là đối với cảnh nghịch khởi tâm sân hận, si là chẳng minh bạch đạo lý trần tránh, mạn tức là khoe khoang mình, khinh khi người khác, nghi tức là chẳng tin lời của người khác nói. Năm thứ hành vi này hay não hại thân tâm cũng là đá cột chân người tu đạo. Lại có thiệt mà đến chướng ngại tu đạo, mê hoặc tu đạo. Nếu hay minh bạch đạo lý mười lực của Phật thì thiên ma cũng chẳng cách chi nhiễu loạn tâm tu đạo. Nếu hay vượt khỏi cảnh bốn ma thì sẽ đắc được địa bất thối. Nếu hay đắc được địa bất thối, tất được vô sinh thâm pháp nhẫn. Nếu như vượt khỏi cảnh giới bốn thứ ma, ấm ma, tử ma, phiền não ma, thiên ma thì sẽ đắc được quả vị bất thối. Nếu đắc được tam bất thối địa thì sẽ đắc được cảnh giới thâm pháp nhẫn vô sinh. Tam bất thối: một, vị bất thối; hai, hạnh bất thối; ba, niệm bất thối. Vị bất thối tức là Bồ Tát Đại Thừa phát tâm chẳng thối lùi về quả vị nhị thừa. Hạnh bất thối tức là tinh tấn tu hành chẳng thối lùi về sau. Niệm bất thối tức là phát tâm Bồ Đề vĩnh viễn chẳng thối lùi. Vô sinh thâm pháp nhẫn tức là không thể nhẫn thọ cũng phải nhẫn thọ. Bất cứ cảnh giới gì đến đều phải nhẫn thọ thì tất cả thống khổ chẳng còn nữa. Không sinh phiền não, chỉ phát tâm Bồ Đề. Nhẫn này là nhẫn nơi tâm, trong tâm thọ chẳng nổi cũng phải chịu, nghĩa là lúc đó phải phát tâm Bồ Đề để quyết đấu với sinh tử, để quyết đấu với thống khổ, để đấu tranh với khốn khổ hoạn nạn. Đó tức là điều người ta nhẫn không được mà mình nhẫn được, điều người ta không thể nhường mà mình nhường được, như vậy mới đắc được vô sinh thâm pháp nhẫn. Nếu được vô sinh thâm pháp nhẫn sẽ được các đức Phật thọ ký. Nếu được các đức Phật thọ ký thì tất cả Phật hiện ở trước. Nếu như đắc được vô sinh thâm pháp nhẫn thì cũng là không thể nhẫn mà nhẫn được. Nhẫn tất cả pháp chẳng động tâm,
thuận nghịch đều tinh tấn dũng mãnh hướng về Phật đạo, thì sẽ được 10 phương ba đời tất cả chư Phật thọ ký biệt hiệu. Thọ ký biệt hiệu là gì? Tức là nói bạn vào lúc nào sẽ thành Phật, cõi nước gì, ở đâu, tên gì, Phật hiệu là gì, thời gian ở đời bao lâu, tất cả đều thọ ký trước, ký cho biệt hiệu. Nếu được 10 phương chư Phật thọ ký, thì 10 phương chư Phật đều thị hiện ở trước bạn, vì bạn mà thọ ký biệt hiệu tương lai. Nếu tất cả Phật hiện ở trước, tất rõ thần thông dụng tâm mật. Nếu rõ thần thông dụng tâm mật, tất được chư Phật thường nghĩ nhớ. Nếu như được tất cả chư Phật thị hiện ở trước để thọ ký cho bạn, thì sẽ thấu rõ tất cả thần thông có mật dụng không thể nghĩ bàn. Cảnh giới đó thâm sâu không thể dò, diệu không thể tả. Nếu biết rõ diệu dụng của thần thông, thì được 10 phương chư Phật nghĩ nhớ, cùng nhau thông đạt, chẳng có chướng ngại. Do đó, tầm tầm tương ấn, quang quang tương chiếu, tuy 10 phương chư Phật ở cõi thường tịch quang tịnh độ, nhưng thường nghĩ nhớ tới bạn, bạn cũng thường nghĩ nhớ 10 phương chư Phật, giống như mẹ nhớ con nhớ mẹ, hai niệm thông nhau, khởi tác dụng tâm điện cảm ứng, thì mẹ con sẽ gặp nhau. Nếu được chư Phật thường nghĩ nhớ, tất dùng Phật đức tự trang nghiêm, nếu dùng Phật đức tự trang nghiêm, sẽ được diệu phước đoan nghiêm thân. Nếu như được 10 phương chư Phật thường nghĩ nhớ, thì bạn cũng luôn nghĩ nhớ 10 phương chư Phật. Hai niệm này càng ngày phải càng thâm sâu, thì sẽ dùng Phật đức để trang nghiêm đức hạnh của mình. Do đó vạn đức viên dung. Nếu Phật có đức hạnh gì thì bạn có đức hạnh đó, như vậy thì sẽ đắc được diệu phước đoan nghiêm thân, thiên biến vạn hóa, diệu phước trang nghiêm thân đó, tức là 32 tướng đại nhân. Nếu được diệu phước đoan nghiêm thân thì thân sáng chói như núi vàng. Nếu thân sáng chói như núi vàng thì được 32 tướng trang nghiêm. Nếu như được tướng tốt trang nghiêm thân thì thân thể sẽ giống như núi vàng, chiếu soi sáng rực. Làm thế nào mới được thân như vậy? Thì phải luôn tu phước tu huệ. Tu phước thì được tướng tốt trang nghiêm thân, tu huệ thì được quang minh chiếu khắp. Muốn đắc được diệu phước đoan nghiêm thân, dùng Phật đức trang nghiêm mà tự trang nghiêm thì thân thể sẽ sáng chói như núi vàng. Lúc Phật còn ở đời thì một ngày nọ đến nhà của một cư sĩ thuyết pháp, thì vị cư sĩ đó đặc biệt chuẩn bị cái dạ bằng vàng để cho Phật ngồi. Khi Phật đến thì cái dạ đó rơi xuống đất tìm chẳng được. Tại sao? Vì thân Phật phóng ra vô lượng tia sáng màu vàng chiếu khắp mặt đất biến thành màu vàng, cho nên tìm chẳng được cái dạ. Khi Phật đi khỏi rồi lại hiện ra tự nhiên, do nhân duyên đó vị cư sĩ đó mới phát tâm tin Phật, đời đời kiếp kiếp tu hành nhưng chưa thành đạo nghiệp. Đến thời đại vua A Dục thì anh ta làm tỳ kheo cảm hóa vua A Dục tin Phật, chẳng những khiến cho vua A Dục tin Phật mà còn rất kiên thành, trở thành đại hộ pháp trong Phật giáo. Vua A Dục tạo 84.000 tháp trên khắp xứ Ấn Độ để cúng dường xá lợi Phật, và còn kết tập kinh điển dùng văn Pali viết trên lá Bồ Đề, trở thành tạng kinh tiểu thừa Nam truyền. Vua A Dục vốn là một ông vua tàn ác, đã từng làm địa ngục ở nhân gian, phàm là người nào phản đối ông ta thì đều bị tống vào ngục để chịu cực hình. Bất cứ ai tống vào thì không thể ra được, thọ nạn cho đến chết. Vị tỳ kheo đó lầm vào ngục đó bị phán tử hình. Vị tỳ kheo đó bèn yêu cầu 7 ngày sau mới hành hình. Trong 7 ngày đó tuy nỗ lực tu hành nhưng cũng tu chẳng thành công, bèn yêu cầu 7 ngày nữa, ngày chuyên tu quán bất tịnh. Quán chín lỗ thường chảy ra đổ dơ dáy hôi thối, thân thể chẳng có chỗ nào sạch sẽ, quán tới quán lui cũng chẳng thành tựu. Chuyển đáy mắt thì hạn kỳ sắp đến. Lúc đó ở bên ngoài bắt dẫn tới một phụ nữ, cùng tốt bỏ bà ta vào trong cối đá lớn đâm dần nát ra. Vị tỳ kheo đó mắt thấy người phụ nữ chết như thế, bèn chứng quả tiêu trừ kiến tư hai hoặc mà đắc được thần thông. Lúc hành hình thì tâm chẳng sợ hãi, bị ngục tốt bỏ vào chảo dầu sôi nhưng kỳ tích xuất hiện, làm thế nào lửa cũng không làm chết ngài. Ngục tốt bèn báo cáo lên vua A Dục. Vua A Dục chẳng tin, đích thân đến xem thì quả nhiên như thế. Do đó cảm động, vua A Dục bỏ tín ngưỡng ngoại đạo mà tin Phật Pháp. Người chứng quả thân thể rất nhẹ, đi đường chẳng có tiếng động, đi khất thực, chân chẳng chấm đất, xong trở về thì vẫn phải rửa chân, đó là tập quán cũng là quy củ. Người chứng quả bất cứ nam hay nữ đều đoạn dục niệm, tức cũng là đoạn được gốc sinh tử. Nếu thân phóng ra quang minh như núi vàng
thì sẽ đầy đủ tướng tốt trang nghiêm 32 tướng. Trên mặt có 20 tướng tốt, thân thể có 10 tướng tốt, tay chân có 10 tướng tốt. Đó là tu 32 thứ tịnh hạnh mới đắc được sự thành tựu như vậy. Nếu tướng trang nghiêm 32 sẽ đủ vẻ đẹp làm nghiêm sức. Nếu đủ vẻ đẹp làm nghiêm sức thì thân quang minh không hạn lượng. Nếu như đắc được 32 tướng trang nghiêm thân thì sẽ đầy đủ 80 vẻ đẹp càng trang nghiêm càng tốt đẹp. Nếu đắc được 80 vẻ đẹp để làm trang nghiêm tu sức thì thân thể phóng ra quang minh không có hạn lượng. Có 32 tướng đại nhân thì quang minh chẳng đủ. Có 8 vẻ đẹp thì thân thể sẽ phóng ra vô lượng vô biên quang minh, sáng chói như núi vàng. Nếu thần quang minh không hạn lượng, tất quang trang nghiêm không nghĩ bàn. Nếu quang trang nghiêm không nghĩ bàn, quang đó sẽ hiện các hoa sen. Nếu như thân thể như núi vàng thì sẽ phóng ra quang minh chẳng có hạn lượng. Trong quang minh đó hiện ra quang minh không thể nghĩ bàn để trang nghiêm thân. Nếu đắc được cảnh giới như thế thì trong quang minh sẽ hiện ra đủ thứ hoa sen, có vô lượng Phật Bồ Tát ngồi thiết già, ngồi ở trên tỏa hoa sen báo lớn. Đó là cảnh giới cùng nhau trang nghiêm, cùng nhau vô ngại. Nếu quang đó hiện các hoa sen, tất vô lượng Phật ngồi trên hoa. Quang không nghĩ bàn đó để trang nghiêm thân, trong quang minh đó hiện ra đủ thứ hoa sen, đủ các màu sắc: hoa xanh, hoa trắng, quang trắng, hoa vàng, hoa đỏ, quang đỏ, hoa tía, quang tía. Có đủ thứ hoa sen, có đủ thứ quang minh. Trên mỗi đóa hoa sen báo lớn đó có vô lượng các đức Phật ngồi trên hoa sen để nói đủ thứ pháp, để giáo hóa đủ thứ chúng sinh. Đây là nửa câu kệ. Cảnh giới hoa nghiêm là một tức tất cả tức một. Tại một nơi hiện ra cảnh giới đó, tận hư không các pháp giới, hết thảy mọi nơi đều hiện ra cảnh giới như thế. Chợt nhìn là một, nhìn kỹ là nhiều. Tuy là nhiều, thật tế là một. Tu đạo thành công thì đắc được pháp thân, tức là như vậy. Thấy nó là một, song tận hư không khắp pháp giới, nhưng ở trong một lại hiện ra vô lượng. Do đó, vô lượng là một, một là vô lượng. Nhiều tức là một, một tức là nhiều. Một nhiều đầy khắp, một nhiều không ngại. Làm thế nào biết được cảnh giới đó, tức là phải tu hành, thì tự tánh quang minh mới hiện ra. Lúc đó pháp thân cũng thành tựu, báo thân cũng thành tựu, hóa thân cũng có thần thông. Một thân có thể hóa làm trăm ngàn vạn ức thân. Do đó thành tịnh pháp thân tỷ lô giá na Phật, viên mãn báo thân lô xá na Phật, thiền bách ước hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Chẳng những Phật Thích Ca Mâu Ni có thần thông diệu dụng như thế, mà chúng ta phàm phu nếu như nhận chân tu hành cước đạp thật địa thì cũng sẽ thành tựu đạo nghiệp, chứng đắc thần thông diệu dụng giống như Phật, không hai không khác. Nếu chẳng tu hành mà chấp vào văn tự bát nhã, hoặc chấp vào giảng giải thì không được, nhất định phải tu hành hạ thủ công phu. Các vị phải chú ý, phải nỗ lực, vì ai ai cũng đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, cho nên ai ai cũng đều phải tu hành thì mới hy vọng thành Phật. Thị hiện mười phương các hết thầy, đều hay điều phục các chúng sinh. Nếu hay điều chúng sinh như thế, tất hiện vô lượng sức thần thông. Phật hay thị hiện đến mười phương thế giới, chẳng có nơi nào mà chẳng đến. Lúc đó hoàn toàn điều phục hết thảy chúng sinh can cường. Nếu điều phục hết chúng sinh, khó điều khó phục, thì hiện ra vô lượng vô biên sức thần thông không thể nghĩ bàn. Sức thần thông đó là từ đâu đến? Là từ ngồi thiền, niệm Phật, trì chú, vân vân, tu hành mà chứng đắc. Lúc tu hành thì phải nhẫn nhục, không thể nhẫn cũng phải nhẫn mới đắc được thần thông diệu dụng. Nếu hiện vô lượng sức thần thông, tất trụ cõi không thể nghĩ bàn, diễn nói pháp không thể nghĩ bàn, khiến bất tư nghỉ chúng hoan hỉ. Nếu như hay hiện ra vô lượng vô biên sức thần thông, thì có thể trụ ở cõi Phật không thể nghĩ bàn, hoặc trụ ở cõi nước đất làm bằng vàng, hoặc trụ ở cõi nước trang nghiêm tốt đẹp, diễn nói diệu pháp không thể nghĩ bàn, khiến cho bất khả tư nghỉ chúng sinh phát tâm Bồ Đề đều đại hoan hỉ. Nếu nói pháp không thể nghĩ bàn, khiến bất tư nghỉ chúng hoan hỉ, tất nhờ sức trí huệ biện tài tùy tâm chúng sinh mà hóa dụ. Nếu như hai diễn nói pháp không thể nghĩ bàn, thì sẽ khiến cho bất tư nghỉ chúng sinh đều sinh tâm hoan hỉ, phát tâm Bồ Đề tăng trưởng căn lành. Làm thế nào mới khiến cho chúng sinh hoan hỉ? Thì phải dùng sức trí huệ chân chánh và biện tài tùy theo tâm của chúng sinh mà dẫn dụ họ, khiến cho họ phát tâm Bồ Đề. Nếu dùng sức trí huệ biện tài
tùy tâm chúng sinh mà hóa dụ, tất dùng trí huệ làm tiên đạo, thần ngữ ý nghiệp luôn không lỗi. Nếu như dùng sức trí huệ chân chánh, khéo léo phương tiện biện tài, để tùy thuận tâm ý chúng sinh, để hóa đạo chúng sinh, để dẫn dụ họ, khiến cho họ phát tâm bồ đề, tu đạo vô thượng, là nhờ trí huệ làm tiên đạo, khiến cho thân ngữ ý, ba nghiệp thanh tịnh, luôn không lỗi, là chẳng tạo 10 điều ác, làm 10 việc lành. 10 điều ác là thân có 3 điều ác, sát sinh trộm cắp tà dâm, lời nói có 4 điều ác, nói dối, nói theo rẻ, nói hai lưỡi và chửi mắng, ý có 3 điều ác, tham lam, sân hận, si mê. Chúng ta phát nguyện thì phải dứt 10 điều ác, phải tu 10 điều lành, không làm 10 điều ác, tức là 10 điều thiện. Nếu dùng trí huệ làm tiên đạo, thân ngữ ý nghiệp luôn không lỗi, tất các nguyện lực được tự tại, khắp tùy các loài mà hiện thân. Nếu như dùng trí huệ làm tiên đạo để giáo hóa tất cả chúng sinh, thì thân ngữ ý ba nghiệp sẽ luôn luôn chẳng lỗi lầm. Không làm 10 điều ác mà làm 10 điều thiện, tức sẽ giáo hóa chúng sinh phát tâm bồ đề. Những lời nguyện phát ra sẽ được tự tại, sẽ đến khắp các nẻo mà hiện thân. Muốn lên trời giáo hóa thì có thể hiện thân lên trời. Muốn xuống địa ngục giáo hóa thì có thể hiện thân xuống địa ngục, chẳng có giới hạn, cũng chẳng có chướng ngại. Đó là đồng sự trong bốn pháp nhiếp. Do đó, đáng dùng thân gì độ được họ thì thị hiện thân đó để độ họ. Hiện thân giống như chúng sinh trong các nẻo, khiến cho họ phát tâm bồ đề. Đó chẳng phải là đi thọ báo. Nếu các nguyện lực được tự tại, khắp tùy các loài mà hiện thân, tất lúc vì chúng sinh nói pháp, âm thanh tùy loài khó nghĩ bàn. Nếu như nguyện lực phát ra mà đắc được tự tại, toại tâm mãn nguyện, thì sẽ lợi ích chúng sinh, sẽ trợ giúp chúng sinh. Như vậy thì sẽ tùy theo khắp các nẻo mà hiện thân, lúc vì chúng sinh dễ nói diệu pháp, thì âm thanh tùy theo loài chúng sinh mà khác nhau, đều đắc được lợi ích không thể nghĩ bàn. Do đó, Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, chúng sinh theo loài đều hiểu được. Người trời nghe là tiếng trên trời, loài người nghe là tiếng người, Atula nghe là tiếng Atula, súc sinh nghe là tiếng súc sinh, ngạ quỷ nghe là tiếng ngạ quỷ, địa ngục nghe là tiếng của địa ngục.